con trai bà sẽ nhìn tốt hơn và nếu may mắn sẽ được ghép giác mạc cho mắt còn lại. Còn gì hạnh phúc hơn khi giờ đây bà có thêm một người em để tâm sự, con trai bà có thêm một người mẹ. Ngoài kia, mặc cho gió lạnh ràn rạt thổi qua vườn cây ruộng lúa, bình yên đang ngự trị trong căn nhà này. Và anh Hưng cất tiếng hát. Biển sóng dạt dào, trùng dưỡng lớp lớp trôi đi về chốn nào. Đời như những cơn sóng đùa, mà ngàn năm biết nơi đâu là bên bờ. Cuộc đời cái chết đôi khi không phải là sự kết thúc, nó đã trở thành điểm khởi đầu cho nhiều sự sống quý giá khác trên cõi đời này. Bạn bắt đầu cuộc sống bằng tiếng khóc. Và khi chết đi, bạn có thể để lại nụ cười cho nhiều người khác khi biết tặng lại sự sống. Cho đi là còn mãi, đó là điều khiến chúng tôi, những người thực hiện chương trình luôn tin rằng, cuộc đời này dẫu miết mải bon chen, nhưng không hề thiếu những câu chuyện đẹp như cổ tích. Cảm ơn thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau. Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài. Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh. Chương trình học tiếng Anh qua truyện đọc. Learn English through stories. Three men in a boat, part 21. Xin chào các bạn đến với chương trình học tiếng Anh qua các câu chuyện đọc. Xin mời các bạn cùng thưởng thức phần 21 của câu chuyện Ba người đàn ông trên một chiếc thuyền của Jerome K. Jerome. Các bạn thân mến, như chúng ta đã nghe trong phần 20 của câu chuyện, ba người tiếp tục đi trên sông để tới Cookham. Lúc đó vừa chập tối, thuyền của họ chẳng may đâm phải thuyền của ba ông lão đang câu cá trên sông. Ba ông lão rất bực tức, đã la mắng và nói những điều không hay về họ và gia đình. Rồi họ tới Marlow và nghỉ đêm trong một khách sạn. Sáng hôm sau, ba người đi bơi trước bữa sáng. Trên đường về khách sạn, Montmorency chạm trán với một chú mèo đen. Để hiểu được câu chuyện ngày hôm nay, các bạn cần nắm được những từ và nhóm từ sau đây. Lock keeper. Người gác cửa sông. The rest. Chỗ còn lại, phần còn lại. To go towards. Đi về hướng. An open field. Đồng không mông quạnh. To run at something. Nhảy vào, lao vào. To be in danger. Gặp nguy hiểm. To move backwards. Lùi lại phía sau. To make a mistake. Nhầm lẫn. To do one's shopping. Mua sắm. To ask somebody for something. Hỏi xin ai cái gì. To look around. Nhìn quanh. Bây giờ mời các bạn nghe phần 21 của câu chuyện. Montmorency lao rất nhanh ra chỗ con mèo, nhưng con mèo tỏ ý không vội vã. Nó dường như không hiểu rằng mình đang gặp nguy hiểm. Nó chậm rãi đi tiếp cho tới khi kẻ thù tới gần. Montmorency ran at that cat as fast as he could. But the cat did not hurry. It didn't seem to understand that its life was in danger. It walked on quietly until the enemy was near it. Rồi nó quay lại và ngồi ra giữa đường. Nó im lặng nhìn Montmorency. Dường như nó muốn nói, "Vâng, cậu muốn tôi hả?" Then it turned and sat down in the middle of the road. It looked at Montmorency in a quiet way, and it seemed to say, "Yes, you want me?" Montmorency là một con chó dũng cảm, nhưng có điều gì đó trong cách con mèo nhìn nó. Điều đó làm nó sợ.
Đột nhiên nó dừng lại và nhìn con mèo. Tất nhiên là hai con vật không nói gì, nhưng rất dễ tưởng tượng ra cuộc trò chuyện của chúng. Montmorency is quite a brave dog, but there was something in the way the cat looked at him. It frightened him. He stopped suddenly, and he looked at the cat. They did not speak, of course, but it was easy to imagine their conversation. Mèo đen, tôi có thể giúp gì cho cậu? Montmorency, không, không, cảm ơn. Mèo đen, hãy cho tôi biết cậu muốn điều gì, được không? Montmorency lúc này đã lùi lại phía sau. Ồ không, không có gì, chắc chắn đấy. Tôi nghĩ là mình đã nhầm. Tôi nghĩ là tôi quen cậu. Xin lỗi. The cat, can I do anything for you? Montmorency, no, no, thanks. The cat, do please tell me if there is something you want, won't you? Montmorency, who moves backwards down the road, oh, no, not at all, certainly. I'm afraid I've made a mistake. I thought I knew you. I'm sorry. Mèo đen, không có gì. Cậu có chắc là cậu không muốn gì lúc này không? Montmorency tiếp tục lùi lại. Không có gì, cảm ơn. Không có gì, cậu rất tốt bụng. Chào buổi sáng. Mèo đen, chào buổi sáng. The cat, not at all. Are you quite sure you don't want anything now? Montmorency, who continues to move back. Not at all, thanks. Not at all. Very kind of you. Good morning. The cat, good morning. Rồi con mèo đứng lên và tiếp tục đi dọc con đường. Montmorency cụp đuôi xuống đi sau chúng tôi. Nó mong không ai để ý đến mình. Bây giờ nếu bạn có nhắc đến mèo trước mặt Montmorency, nó sẽ nhìn bạn và đôi mắt sẽ van xin. Thôi đừng nhắc đến nữa. Then the cat stood up and continued along the road. Montmorency, with his tail between his legs, walked behind us. He hoped that nobody would notice him. Now, if you say cats to Montmorency, he looks up at you and his eyes beg you, no, please. Sau đó chúng tôi đi mua sắm, rồi trở lại thuyền và lại tiếp tục đi xuôi theo sông. Tuy vậy, tới cửa sông Hamblin, chúng tôi phát hiện ra là chúng tôi không có nước. Vì vậy, chúng tôi tới hỏi xin người gác cửa sông một ít. After this, we did our shopping, went back to the boat and moved off along the river again. However, at Hambledon Lock, we found that we had no water. So, we went to ask the lock keeper for some. Jack nói cho cả ba, ô, ông có thể cho chúng tôi ít nước được không? Tất nhiên là được. Ông lão trả lời, hãy lấy bao nhiêu các anh cần và để chỗ còn lại đấy. Cảm ơn ông rất nhiều, Jack nói và nhìn quanh. Nhưng nước ở đâu vậy? Ở chỗ mà nó ở ấy, chàng trai ạ. Ông lão trả lời, ngay đằng sau cậu ấy. George spoke for us. He said, oh, please, could you give us a little water? Of course, the old man replied. Just take what you want and leave the rest. Thank you very much, George said, and he looked around. But where is it? It's where it always is, my boy, the lock keeper answered. It's behind you. Chuck lại nhìn quanh lần nữa. Tôi không nhìn thấy, cậu ta nói. Sao lại thế? Mắt cậu để đâu? Ông lão nói và chỉ cho George về phía sông. Ồ, nhưng chúng ta không thể uống nước sông được, ông biết đấy. George than vãn. Không, nhưng uống một ít thì có thể. Ông lão trả lời. Tôi đã uống suốt 15 năm nay rồi đấy. George looked around again. I can't see it, he said. Why? Where are your eyes? The man said, and he turned George towards the river. Oh! George cried. But we can't drink the river water, you know. No, but you can drink some of it, the old man replied. That's what I've drunk for 15 years. Chúng tôi đành xin nước từ một nhà khác. Sau khi đã có nước, chúng tôi đi về hướng Woodgrave. Nhưng trước khi tới nơi, chúng tôi nghỉ ăn trưa. Chúng tôi ngồi trên một cánh đồng ở gần sông và chuẩn bị ăn. Harris đang chuẩn bị đồ ăn, còn George và tôi cầm đĩa chờ. We got some water from another house.
After we had got our water, we went on towards Wargrave, but before we got there, we stopped for lunch. We were sitting in a field near the river, and we were just going to start eating. Harris was preparing the food, and George and I were waiting with our plates. Các cậu có thìa không? Tôi cần một cái thìa. Harris hỏi. Chiếc giò ở ngay sau chúng tôi, nên George và tôi đều quay lại để tìm thìa, mất khoảng 5 giây. Have you got a spoon? Harris asked. I need a spoon. The basket was behind us, and George and I both turned to get a spoon. It took about 5 seconds. Khi chúng tôi quay lại, Harris và chỗ thức ăn đã biến mất. Đó là nơi đồng không mông quạnh, không có một bóng cây, không có chỗ nào để trốn. Cậu ta cũng không thể rơi xuống sông, vì chúng tôi ngồi ngăn cách giữa cậu ta và dòng nước. When we looked back again, Harris and the food had gone. It was an open field, and there were no trees. There was nowhere to hide. He had not fallen in the river, because we were between him and the water. Jack và tôi nhìn quanh, rồi chúng tôi nhìn nhau. Harris đã hoàn toàn biến mất. Chúng tôi buồn bã nhìn lại chỗ Harris vừa ngồi cùng đống đồ ăn. George and I looked around. Then we looked at each other. Harris had gone, disappeared. Sadly, we looked again at the place where Harris and the food had been. Bây giờ xin mời các bạn nghe lại toàn bộ phần chuyện hôm nay bằng tiếng Anh và trả lời câu hỏi sau đây của chúng tôi. When the friends had no water, what did the lock keeper tell them to do? Montmorency ran at that cat as fast as he could, but the cat did not hurry. It didn't seem to understand that its life was in danger. It walked on quietly until the enemy was near it. Then it turned and sat down in the middle of the road. It looked at Montmorency in a quiet way, and it seemed to say, "Yes? You want me?" Montmorency is quite a brave dog, but there was something in the way the cat looked at him. It frightened him. He stopped suddenly, and he looked at the cat. They did not speak, of course, but it was easy to imagine their conversation. The cat, "Can I do anything for you?" Montmorency, "No, no, thanks." The cat, "Do please tell me if there is something you want, won't you?" Montmorency, who moves backwards down the road, "Oh no, not at all, certainly, I'm afraid I've made a mistake. I thought I knew you, I'm sorry." The cat, "Not at all. Are you quite sure you don't want anything now?" Montmorency, who continues to move back, "Not at all, thanks, not at all, very kind of you. Good morning." The cat, "Good morning." Then the cat stood up and continued along the road. Montmorency, with his tail between his legs, walked behind us. He hoped that nobody would notice him. Now, if you say, "Cats!" to Montmorency, he looks up at you and his eyes beg you, "No, please." After this, we did our shopping, went back to the boat, and moved off along the river again. However, at Hambledon Lock, we found that we had no water. So we went to ask the lock keeper for some. George spoke for us. He said, "Oh, please, could you give us a little water?" "Of course," the old man replied. "Just take what you want and leave the rest." "Thank you very much," George said, and he looked around. "But where is it?" "It's where it always is, my boy," the lock keeper answered. "It's behind you." George looked around again. "I can't see it," he said. "Why? Where are your eyes?" the man said. And he turned George towards the river. "Oh," George cried. "But we can't drink the river water, you know." "No, but you can drink some of it," the old man replied. "That's what I've drunk for 15 years. We got some water from another house. After we had got our water, we went on towards Wargrave. But before we got there, we stopped for lunch. We were sitting in a field near the river, and we were just going to start eating. Harris was preparing the food, and George and I were waiting with our plates.
Have you got a spoon? Harris asked. I need a spoon. The basket was behind us, and George and I both turned to get a spoon. It took about 5 seconds. When we looked back again, Harris and the food had gone. It was an open field, and there were no trees. There was nowhere to hide. He had not fallen in the river, because we were between him and the water. George and I looked around. Then we looked at each other. Harris had gone. Disappeared. Sadly, we looked again at the place where Harris and the food had been. Đáp án của các bạn là gì? He told them to drink the river water, which he had done for 15 years. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau. Chương trình hướng dẫn học tiếng Nhật. Radio Nihongo Kouza. Chào các bạn, mời các bạn đến với chương trình Học tiếng Nhật qua Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, các bạn sẽ học bài 19, cùng nhau học tiếng Nhật phần 3, với mẫu câu cơ bản là Tôi vừa mới đến. 今来たところ. Phần tiếp theo sẽ là bài 20 chương trình Tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày. Bây giờ, chúng ta bắt đầu bài học. Ngọc Hà xin chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Vân Anh xin chào các bạn.